Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là nửa cuối tháng 11 của các bạn sẽ như thế nào. Thì mọi người hãy chọn cho mình một tụ bài 1, 2, 3. Và nếu như mà bạn khó chọn quá, bạn có thể nhắm mắt lại và chọn một con số trong các cái số 1, 2 và 3 nhé. 1, 2, 3. Cái tụ bài đầu tiên là màu xanh, như kiểu xanh xanh mint nhỉ, màu vàng và cam. Cái số tụ bài số 2 là gồm có ngôi sao màu xanh nước biển và màu hồng, và màu cái số 3 ở đây đó chính là màu tím và màu xanh lá cây, xanh lá mạ. 1 2 3, hoặc không thì chọn số cũng được. Rồi, và chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Chào các bạn, chọn tụ bài đầu tiên nha. Đây là trẻ bé Trung, chỉ biết vẽ, đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở. Với câu hỏi đó là nửa cuối tháng 11 của các bạn sẽ diễn ra như thế nào, thì mình thấy câu chuyện như sau. Cái tháng 10, nửa cuối tháng 11 này của các bạn, nó sẽ tràn ngập trong cái sự gọi là cái cảm xúc nó rất là lẫn lộn, nó rất là trộn lẫn với nhau. Cái này tốt thì cái kia lại dở, kiểu như thế đó. Rồi, điều đầu tiên đây mà mình thấy đó chính là tin tốt trước nha, nghe tin tốt trước và tin hỗn độn sau nha. Đầu tiên là tin tốt thì mình thấy ra là bạn đã đang và sẽ mở ra được cho mình cái cánh cửa liên quan đến cái mặt vật chất, tiền bạc, tài chính ở đây. Các bạn có lá bài này, đo tu đây. Có rất là nhiều, các bạn nhìn thấy cái hình ảnh có rất là nhiều vàng bạc, châu báu, đô la ở đây nó rơi ở cái cánh cửa này. Thì mình thấy là sắp tới đây có thể các bạn sẽ đạt được cho mình một cái thành tựu nào đó, một cái thành công nào đó liên quan đến mặt tiền bạc, tài chính, công việc. Và đây là những thứ sờ được, cầm được, nắm được. Và sẽ không nghi ngờ gì nếu như trong cái tháng cuối tháng 11 này và khoảng đầu tháng 12 này, các bạn sẽ sắm cho mình được một cái vật dụng nào đó, một cái đồ vật nào đó mà trước đây các bạn đã rất là mong muốn có được. Ví dụ như một chiếc điện thoại mới, một chiếc máy tính mới, hay một cái iPad, hay là một cái gì đấy. Đại loại là mình thấy bạn sờ được, cầm được, nắm được, cầm được cái đống tiền đấy ở trong tay, kiểu như thế. Chứ đó không phải là ảo nhá, nó là cái rất là thực tế mà chúng ta có thể sờ được, cầm được, nắm được. Thì mình thấy rằng là đây là một cái tin rất là tốt cho các bạn. Và ở đây cái sự kiện nổi bật trong cái tháng 11 của các bạn, nó cũng có thể liên quan đến một cái hợp đồng nào đó, một sự cam kết nào đó. Mà ở đó thì mình thấy rằng là nó đem đến cho bạn rất là nhiều lợi ích. Có thể là trong công việc bạn ký được một cái hợp đồng tốt, có được một cái khách hàng gọi là tiềm năng rất là tốt chẳng hạn. Đó. Và mình thấy rằng là thông qua cái hợp đồng này, cái quá trình diễn ra của cái hợp đồng này, thì mình thấy rằng là bạn cũng học được cho mình rất là nhiều thứ, cũng như là rất là nhiều điều bí mật được bật mí ra cho các bạn. Ví dụ như là bạn bắt đầu tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đàm phán với khách hàng, hay là với cái công việc mà các bạn đang theo đuổi. Thì mình thấy rằng là mọi thứ khá là tốt nếu như nó liên quan đến mặt tiền bạc, tài chính ở đây. Tiền bạc, tài chính, công việc ở đây. Một cánh cửa mới mở ra, thành công nở rộ với các bạn. Đó. Mình thấy bạn là người, các bạn đây có lá Queen of Pentacles này. Thì mình thấy là bạn giống như một cái nữ hoàng xu đấy. Bạn cầm cái đồng tiền ở trong tay đấy, bạn có một cái giá trị vật chất nào đó đấy rất là lớn. Và có thể là cái giá trị vật chất đấy nó cũng đến từ cái việc đấy là các bạn có làm team, làm nhóm gì đó. Có một cái nhóm, một cái team nào đó bạn hợp tác. Nói chung là nó liên quan một sự hợp tác, một sự hợp đồng này, những cái sự trao đổi thông tin ở đây. Đó, và mình thấy là nó rất là mạnh liên quan đến mặt tiền bạc, tài chính, công việc cho các bạn. Thì đấy là một cái tin rất là tốt trong nửa cuối tháng 11 ở đây. Cái tiếp theo nữa mà mình thấy ở đây đó chính là nó hơi hỗn độn một chút. Đó có thể là các bạn nhận được một cái sự từ chối nào đó. Và cái sự từ chối này nó có thể đến từ cái việc nó có thể liên quan đến những cái mối quan hệ, những cái câu chuyện tình cảm. Hoặc là các bạn muốn hành động liên quan đến câu chuyện tình cảm thì nó lại kiểu như là bị ngừng lại, hoặc là bị cản lại, không có thực hiện được. Mình thấy đây có một cái sự no, có một sự cái gì đó nó là không. Câu trả lời nó là không khi các bạn tiến đến với nó. Nhưng mà mình thấy nó liên quan nhiều đến một mối quan hệ nhá. Còn cái vấn đề công việc thì nó ok rồi, tiền bạc nó ok rồi. Bởi vì mình thấy đây có thể là bạn vẫn đang theo dõi một ai đó. Có giống như là kiểu như là một bạn đứng từ xa, bạn theo dõi ai đó, cái cuộc sống của họ vui vẻ và hạnh phúc. Thì các bắt đầu là các bạn quay về và các bạn cảm thấy rất là buồn bã. Bởi vì cuộc sống của mình tại sao nó không vui vẻ hạnh phúc. Thật ra cuộc sống của bạn có vui vẻ hạnh phúc, có rất là nhiều tin tốt sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Nhưng mà các bạn đang đặt cái trọng tâm cũng như là nhìn nhận mọi thứ ở một cái góc độ mà nó đang không được rộng lắm. Cho nên ở đây mới có cái lời khuyên cho các bạn, đấy là hãy nhìn mọi thứ ở một cái bức tranh rộng hơn. Đó, đôi khi chúng ta không có được thứ chúng ta muốn, có nghĩa là có điều gì đó tốt hơn
đang chờ chúng ta phía trước. Đôi khi cái thứ mà bạn cần phải tập trung ở thời điểm hiện tại chính là việc tiền bạc, tài chính, công việc. Nó đang rất là cần nhiều cái sự đầu tư từ bạn, cần rất là nhiều cái sự tập trung, nhiệt huyết từ bạn. Thì mình thấy rằng là bạn nên tập trung vào thứ cần tập trung. Một điều nữa đấy, mình thấy là cái lý do khiến bạn giống như là theo dõi họ, nhìn ngắm họ, ghen tuông hay là khó chịu với họ, với cái đối tượng này, với cái mối quan hệ này, thì mình thấy là nó đến từ cái việc là có thể một ngày nào đó bên trong bạn nó nổi lên một cái cảm xúc của cái việc nhớ nhung, hoặc là đột nhiên nó cứ có một cái cảm giác gì đó mà các bạn muốn tìm hiểu về cái người này, muốn xem rằng là bây giờ cuộc sống của họ ra sao. Cuộc sống em muốn không, đúng không? Có sống em hy vọng. Cho nên là bạn đi tìm hiểu họ. Nhưng sau khi bạn tìm hiểu họ, bạn thấy cuộc sống của người ta hạnh phúc, thì bắt đầu bạn lại về, bạn cảm thấy hơi buồn bã một chút. Tuy nhiên thì đây nó cũng giống như là một cái sự thức tỉnh. Sau cái sự kiện này, các bạn sẽ chấp nhận rằng là có những thứ nó không thuộc về bản thân mình, nó không phải là cái kế hoạch cao nhất dành cho mình, và mình nên từ bỏ nó, mình nên buông bỏ nó để bắt đầu cho mình một cái hành trình mới. Và sau cái sự kiện này thì mình thấy là bạn hoàn toàn buông bỏ được cái lưu luyến, cái vấn vương, cái hy vọng nho nhỏ gì đó về một cái mối quan hệ nào đấy. Nó sẽ có cái sự tái sinh ở đây, và các bạn sẽ tìm kiếm lại được cho mình cái sự cân bằng, cái sự vui vẻ, hạnh phúc. Giống như cái lá phiêu ở đây, là cái người này đang ôm trong mình cái cầu vồng ở đây. Mình thấy là bạn sẽ tìm được cái cầu vồng cho mình rực rỡ, vui vẻ và hạnh phúc. Bên cạnh đó lại còn công việc, tiền bạc, tài chính cũng sẽ thuận lợi với các bạn nữa. Thì mình thấy là không có cái lý do gì mà bạn sẽ ủ rột nữa đâu. Bạn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Và giống như cái lá đờ phu ấy, bạn vứt hết tất cả những lo lắng, âu lo, khó chịu gì đó ở bên ngoài, để tiếp tục tiến lên chính với cái hành trình của mình. Không hiểu sao cổ họng này. Rồi, cụ thể tụ bài số 1, thông điệp dành cho tụ bài số 1. Đôi khi chúng ta nhìn cái cuộc sống của người khác, có thể là bạn theo dõi họ hay là nhìn gì đó về họ, thì bạn thấy là tại sao cái người này họ như thế mà họ lại có kiểu có người yêu rồi, lại có người yêu rồi, trong khi mình thì thế này thì mà lại chứ có người yêu, hay là cuộc sống của mình lại không bằng họ. Đấy, thật ra thì đừng so sánh như vậy. Bạn có hành trình của bạn, họ có hành trình của họ. Và đôi khi có những thứ nó đã qua rồi, chúng ta phải để cho nó qua đi. Chúng ta không còn cuộc sống còn liên, ai liên quan đến ai nữa, kiểu như thế. Tụ bài số, cũng có thể một số trường hợp nhá. Mình thấy một cái số trường hợp nhỏ thôi, là có thể là các bạn bị cám dỗ và các bạn quyết định liên lạc với họ, nhưng mà sau đó thì cái kết quả nó không như mong muốn. Có thể là họ từ chối bạn, hoặc là họ nói những cái lời gì đó mà rất là dứt khoát với bạn. Cho nên là chính cái điều đấy nó sẽ khiến bạn thức tỉnh và chấp nhận sự thật. Rồi ơi, mình vừa nói về cái việc không so sánh thì rút ngay được lá bài này. Lá bài này nói về việc đấy là đừng so sánh hai bông hoa, vì mỗi một bông hoa nó có một cái vẻ đẹp riêng. Thì các bạn cũng chính là bông hoa đó. Bạn có cuộc sống riêng của bạn, có công việc, có tiền bạc, tài chính, có những cái đam mê riêng để mình theo đuổi. Thì cái cuộc sống của bạn và hành trình của bạn nó sẽ rất là khác so với những người khác. Mình thấy đôi khi không hẳn liên quan đến một mối quan hệ nào đó, mà là bạn nhìn thấy cuộc sống của người khác mà bạn ao ước, trong khi cuộc sống của các bạn nó cũng rất là bình yên, vui vẻ, nhưng mà các bạn không nhận ra được điều đấy. Đó, và khi chúng ta không nhận ra được cái điều tuyệt vời của những cái giây phút hiện tại, thì cho dù mình nói thật, bạn không bao giờ biết đủ. Giống như là mình có, bây giờ mình có 10 triệu, hay mình có 1 triệu đi, mình có 1 triệu đi, thì mình ước là thôi bây giờ chỉ cần có 10 triệu thôi, để mình chi tiêu những cái việc này thôi. Nhưng bắt đầu khi bạn có 10 triệu rồi, nhu cầu của bạn nâng lên, cao lên, bạn tiếp tục. Ví dụ như là trước đây bạn mua một cái túi chỉ khoảng mấy trăm ngàn thôi, nhưng sau khi bạn thu nhập bạn nâng lên, thì bắt đầu là bạn mua hẳn mấy triệu, ví dụ như thế. Nhưng mà rồi xong bạn lại cảm thấy không thấy đủ, cứ tiếp tục muốn hơn nữa. Thì thật ra cái việc mà chúng ta phát triển lên trên cao ấy là điều rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết tận hưởng những cái giây phút hiện tại, và đừng để nó kéo bạn trở thành một cái cuộc đua nào đó mà các bạn phải đuổi theo. Các bạn cứ phải đuổi theo quá lâu, cho đến khi cuối cùng tiền bạn có, nhưng có khi bạn nằm ở trên giường bệnh để ôm cái đống tiền này đấy. Đó, cho nên là chúng ta phải vừa làm, vừa phát triển, vừa tận hưởng cái ý nghĩa của cái cuộc sống này. Thì tương tự cái hình, cái câu chuyện này nó cũng thế thôi. Nếu như bạn biết đủ thì nó là đủ. Nếu như bạn biết hài lòng thì nó là tốt. Còn nếu như bạn
bạn có thể là biết cuộc sống của mình nó có những cái điều tích cực, có điều tiêu cực, đúng không? Cuộc sống của những cái người này họ cũng thế. Tuy nhiên những cái thứ mà họ thể hiện bên ngoài cho bạn thấy và mọi người thấy sẽ là những cái mặt tốt nhất, những điều tốt đẹp nhất của họ. Chúng ta không biết rằng hàng đêm họ vẫn khóc, hàng đêm hoặc là số tiền họ trưng ở trên Facebook hay là ở trên những trang mạng xã hội, họ cũng rất là vất vả để kiếm sống, để có được. Trên tất cả mọi thứ muốn có thì mình phải nỗ lực thôi. Đó, hãy lấy họ làm động lực, chứ đừng so sánh để cảm thấy mình tệ hơn và luôn luôn cảm thấy không đủ. Bạn mà cảm thấy không đủ, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Phải cảm thấy đủ. Hay người Việt người ta có câu là gì? Rộng làm kép, hẹp làm đơn á. Giống như kiểu như thế. Hãy chuẩn bị để được làm ngạc nhiên. Thế là cái hành trình phía trước đang chờ bạn rất là nhiều thứ. Chúng ta vẫn luôn tiếp tục tiến lên phía trước và phát triển là điều rất là tốt, nhưng mà cũng nên biết tận hưởng cái giây phút hiện tại. Mình có thấy nhớ một cái câu rất là hay, nó giống như là chúng ta cố gắng rất là nhiều để chỉ để nằm một cái phòng VIP ở trong bệnh viện cuối đời, kiểu kiểu như thế. Nên chúng ta phải vừa tận hưởng cuộc sống, vừa phát triển bản thân mình, chứ đừng để lệch về bất kỳ điều gì cả. Kể cả bạn tận hưởng nhiều quá cũng không được. Mình lười làm, mình không chịu phát triển bản thân mình thì cũng không được, đúng không? Đó. Rồi, đó là cái thông điệp dành cho tụ bài số 1 nha. Chúng ta đến với số 2. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2 nhé. Đây là trẻ bé Trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là nửa cuối tháng 11 của các bạn sẽ như thế nào? Thì đối với các bạn chọn tụ bài số 2 đây thì mình thấy câu chuyện đấy chính là bạn có rất là nhiều những cái cơ hội đến với cuộc sống của các bạn, nhưng mà các bạn không biết là mình cần gì, muốn gì và sẽ chọn cái gì. Thêm vào đó nữa ở đây đó chính là khi cơ hội đến với các bạn thì các bạn lo lắng, sợ hãi và không dám đón nhận bất kỳ điều gì cả. Thì mình thấy cái tâm trạng của nửa cuối tháng 11 này của các bạn nó là cái sự nhùng nhằng phân vân. Các bạn đây có unsure này, các bạn đây cũng có cord row này. Đều là nói về cái việc đấy là các bạn đang đứng giữa cái trạng thái ngã ba đường, không biết chọn cái gì, chọn ai, cái B hay là chọn cái C hay là gì gì đó. Bởi vì sao? Mình thấy rằng là có thể trong quá khứ các bạn cũng đã trải nghiệm những cái trải nghiệm không tốt liên quan đến những cái cơ hội của mình rồi. Cho nên là các bạn bây giờ là rất là sợ hãi trong việc lựa chọn. Các bạn sợ chọn sai, chọn nhầm. Đó. Thế nhưng mà thật ra bạn phải hiểu rằng là cuộc sống này không 10 lần cơ hội tới hay là 10 lần đến cơ hội, đến cái sự lựa chọn của các bạn ấy, nó cũng không thể nào đúng được 10 được. Các bạn làm bài trắc nghiệm các bạn còn sai lè ra làm gì? Đúng không? Làm bài trắc nghiệm các bạn sai lè ra, chơi ai là triệu phú 50-50 rồi và vẫn còn chọn sai được cơ mà. Đúng không? Cho nên là hãy chấp nhận những cái câu chuyện diễn ra trong quá khứ đấy, nó là bài học cho các bạn, chứ đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh rồi là một cái gì đấy nó chặn đường các bạn. Nói chung chủ yếu trong cái nửa cuối tháng 11 này đó chính là cái cảm giác rất mù mờ về tương lai, rất mù mờ về những cái cơ hội. Mình thấy là có cơ hội nhưng nó đang không được tận dụng một cách đúng đắn. Nó đang kiểu bị vứt lăn vứt lóc, nó đang không bị được nhìn nhận đúng. Mà bản thân bạn có khi còn chẳng muốn đưa ra quyết định, chẳng muốn nghĩ ngợi cơ. Đó. Nói chung là mình thấy mọi thứ nó rất là chậm chạp ở trong cái nửa cuối tháng 11 này. Thêm vào đó nữa đấy là rất là mù mờ. Các bạn sẽ chưa thể đưa ra được quyết định trong tháng 11 này đâu. Tuy nhiên đây có lời khuyên cho các bạn, đấy chính là hãy lạc quan lên. Mà mình thấy là mọi thứ thật ra nó không tệ như là bạn nghĩ đâu. Những cái thứ này đôi khi nhá, khi các bạn nghĩ nhiều quá, buồn bã hoặc là sợ hãi, đặc biệt là sợ hãi tiêu cực nhiều quá, các bạn sẽ thu hút những cái thứ cùng lúc giống như cái thứ đó đến với cuộc sống của mình. Và chính vì thế mà bạn lại càng cảm thấy mọi thứ nó trở nên khó khăn hơn. Đó, càng cảm thấy điều đấy nó vô cùng là khó khăn. Cho nên là bạn hãy nhìn xa hơn, rộng hơn. Và mình thấy là hãy lạc quan lên, bởi vì thời điểm tiếp theo ấy, cái may mắn nó sẽ mỉm cười với bạn, nó sẽ đem đến cho bạn cái sự thay đổi. Đây, con mèo đen là biểu tượng của sự may mắn đấy. Hãy lạc quan lên. Và mình thấy ở đấy là bạn cần phải nói chuyện một cách rõ ràng với ai đó, hoặc là với cái câu chuyện tình huống. Bởi vì khi các bạn nói chuyện, trao đổi thông tin ấy, có thể là các bạn sẽ có thêm thông tin cho bản thân để mình đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất có thể. Còn đâu là mình thấy nó rất là lằng ngoằng, nhiều vấn đề. Nó khó khăn ý, nó cứ bị khó khăn ý. Nghe cái lá này này, nó rất là khó khăn. Có một cái gì đấy chặn lại, có một cái gì đấy nó cứ phải không được thoải mái, không được hanh thông ý, kiểu như thế. Và bạn phân vân lắm, không biết là mình phải đi đường nào. Rồi cụ thể hơn đối với tụ bài số 2, mình thấy là cái điều này này,
Mình thấy là bạn sẽ chưa thể đưa ra được quyết định, nhưng mà bạn sẽ đưa ra được quyết định trong một khoảng thời gian sau. Có điều là mỗi ngày, từng ngày, từng ngày, dần dần ở thời điểm hiện tại, bạn cần phải giống như là luyện tập cho mình được cái việc là bỏ qua những cái thứ liên quan đến quá khứ đi. Mình học bài học từ nó thôi, và đừng để cho nó ám ảnh của mình, đừng để cho nó trở thành cái chướng ngại vật của mình, và nó gây chướng ngại cho mình trong cái việc mình đưa ra một cái quyết định quan trọng gì đó trong cuộc sống. Thông điệp dành cho tụ bài số 2. Mình thấy là sau cái giai đoạn này, nhưng mà có lẽ là cũng phải hết tháng 11. Hết tháng 11 thì mọi thứ nó mới khá hơn được. Nó khá hơn cái việc đấy chính là bạn cũng phải, chắc là phải khóc lóc, phải có chịu, phải luẩn quẩn loanh quanh chán chê ra. Sau đấy rồi các bạn mới nghĩ thông được là mình nên làm cái gì, nên chọn cái gì. Và mình thấy là nó sẽ liên quan đến một cái cuộc nói chuyện nào đó rất là rõ ràng. Mình sẽ xem kỹ hơn là cái cuộc nói chuyện này nó là cái gì, với ai, nó diễn ra như thế nào. Communicate clearly. Communicate clearly. Rồi, các bạn còn là improving health đây. Một phần nữa đấy là các bạn cần phải chú ý rất là nhiều đến sức khỏe nhá. Mình thấy đúng rồi, sức khỏe của bạn có vấn đề này, cần phải để ý giúp mình. Chắc là nghĩ nhiều quá, khóc lóc mệt mỏi gì đấy nhiều quá. Mình thấy là sau cái cuộc nói chuyện này ấy, có lẽ là bạn sẽ chọn cho mình một cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi, cái sự lựa chọn đấy của các bạn ấy, cứ yên tâm là nó đúng nha, không phải lo lắng nha. Mình thấy là bạn sẽ có nói chuyện với ai đó, và cái người này sẽ khuyên bạn, đấy là bạn nên hành động làm cái gì đấy đi. Chọn một trong hai, hay là chọn một cái cơ hội, hoặc là đi một cái con đường nào đó đi. Và cái người này họ sẽ là cái người thúc đẩy bạn, hoặc là giống như là khuyên bạn lên hành động, nên làm, thay vì sợ hãi nằm ở trong cái vùng an toàn. Tụ bài số 2. Không được dành cho tụ bài số 2. Mình thấy là bạn sẽ đưa ra một cái quyết định gì đấy quan trọng, nhưng mà mình thấy là sẽ phải giai đoạn sau cơ. Mình thấy là các bạn sẽ rất là cẩn trọng. Thời điểm này thì nó có rất là nhiều rắc rối, nhiều thứ mà khiến bạn không thể đưa ra được quyết định. Cái này có thể liên quan đến định hướng về tương lai, về công việc, hay là về bất kỳ một điều gì đó nha, cũng có thể là tình cảm. Và mình thấy đây là thời điểm tiếp theo, có thể bạn sẽ đón nhận một cái món quà nào đó. Và mình nghĩ cái món quà này nó giống như là một cái sự giúp đỡ thông qua cái việc bạn trò chuyện với ai đó đây này. Nói chung là mình thấy nó chỉ là cái sự gọi là nó sao nhỉ, nó rất là rắc rối, suy nghĩ rất là nhiều, không cụ thể, không quá rõ ràng là nó là cái gì, bởi vì tùy vào trường hợp của các bạn. Nhưng mình thấy là nó lằng ngoằng lắm, chắc là các bạn rất là mệt mỏi đấy, sẽ rất là mệt mỏi bởi vì suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà đến cuối cùng bạn sẽ đưa ra cái quyết định đúng đắn cho mình thôi, cho nên đừng quá là lo lắng. Cái người mà bạn sẽ nói chuyện ở đây có thể là một người đàn ông thuộc cung khí và bình thiên bình song tử. Họ là cái người mà chắc là họ cũng khá là ít nói, không hay nói, nhưng mà khi mà họ nói thì họ đưa ra cho bạn những cái lời khuyên rất là bổ ích. Thêm vào đấy nữa, đấy chính là cái người này là cái người mà họ đã có những cái sự phát triển, đã có những cái sự trau dồi kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian vừa qua rồi. Cho nên mình thấy họ sẽ cho bạn một cái lời khuyên đúng đắn đấy. Số 2. Và mình thấy là thời điểm tiếp theo có thể là các bạn sẽ gặp được rất là nhiều cái sự giúp đỡ đến từ mọi người xung quanh nữa. Mình thấy cũng có khá là nhiều người sẽ đến và giúp bạn. Và mình thấy là bạn cũng sẽ, sau đó bạn sẽ tìm được cho mình cái con đường mà nó theo các bạn sẽ là cái con đường tốt nhất. Và bạn sẽ rất là tập trung chăm chỉ làm việc cho cái công việc đó, cho cái mục tiêu, cái dự án mà các bạn theo đuổi đó. Nói chung là lạc quan lên, mình thấy nhiều phần là bạn tự dọa bạn thôi, chứ nó cũng không quá là gì cả đâu. Nó cũng có khó khăn đấy, nó đến từ phía bên ngoài. Nhưng mà ví dụ khó khăn 1 thì
dưới cái ánh nhìn của bạn, dưới cái màng lọc của bạn thì bạn biến nó thành 10. Sau đó là các bạn dọa, bạn sợ, sau đó các bạn là muốn lùi bước, sau đó rồi sinh ra rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Thế nhưng mà cuộc sống mà nó sẽ là có những cái mức như này này. Ví dụ là những cái mức đi, ví dụ thế. Nếu như mà ví dụ bạn cứ nhoi ở dưới này, bạn không chạm lên được cái mức này, nhoi nhoi ở dưới thì bạn sẽ chỉ ở từ cái tầng dưới này thôi. Nhưng một khi bạn đã cố gắng bứt phá lên khỏi cái tầng này thì cho dù là một chút đi chăng nữa, nó cũng sẽ có sự khác biệt. Và ví dụ như lần nhảy sau bạn sẽ nhảy cao hơn nữa, thậm chí là lên những cái mức mới ở trên này. Đó, cuộc sống là như vậy. Những cái thứ tiếp theo mình đối diện, mình đối mặt, có thể nó sẽ còn khó khăn hơn, nó sẽ còn nghiêm trọng hơn những thứ trong quá khứ. Nhưng mà bởi vì mình có kinh nghiệm rồi nên mình sẽ tìm cách để xử lý mọi thứ một cách nhẹ nhàng, êm xuôi. Đó. Và đó là tụ bài số 2. Chúng ta đến với các bạn chọn tụ bài số 3 nhé. Chọn tụ bài số 3 nhé. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Cái tụ này nó cũng gần tương tự như cái tụ bài số 1, nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác biệt. Như sau này, tụ bài số 3 này mình thấy câu chuyện như sau nhá. Đầu tiên mình thấy là trong quá khứ hoặc là vừa mới đây, gần đây thôi, các bạn trải qua một cái giai đoạn gì đấy nó cũng khá là tâm trạng khá là tệ. Nó đến từ cái việc đấy chính là có thể một cái mối quan hệ nào đó trong quá khứ ấy, họ tìm cách quay trở lại trong cuộc sống của các bạn, một lần nữa làm tổn thương bạn, hoặc là một điều gì đấy được khơi gợi lại trong câu chuyện liên quan đến quá khứ và khiến bạn một lần nữa cảm thấy đau, cảm thấy bị tổn thương. Và cũng có trường hợp người yêu cũ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn và họ kiểu chơi cái bài mập mờ với bạn ấy, đôi ta trên tình bạn ở dưới tình yêu ấy, có thể quay về với một cái mục đích gì đấy. Nó không được lành mạnh, nó không được trong sáng, nó không được tốt. Và khi bạn đến với cái người này, khi mà bạn đến với cái người này thì mình thấy rằng là cái người này dối bạn rất là nhiều thứ, đeo mặt nạ với bạn rất là nhiều, nói dối nhiều lắm, toàn lừa lọc gì đấy thôi. Đó. Hoặc một trường hợp nữa ở đây mà mình thấy đó chính là bạn vừa mới đây phát hiện ra được cái ngày người này họ lừa dối bạn. Đó. Và mình thấy là bạn cũng có những cái cảm xúc khá là buồn. Cho dù là gì đi chăng nữa, cho dù họ đã từng yêu bạn, hay là bạn không còn yêu họ nữa, hay là như thế nào đi chăng nữa, thì mình thấy rằng là bạn cũng đâu đó có một cái chút gì đó rất là buồn, nhưng mà bạn sẽ chỉ giấu riêng cho bản thân của mình thôi. Và bây giờ bạn thì không muốn dính vào bất kỳ cái drama gì về với cái người này nữa, bạn chỉ muốn tìm được cho mình cái sự bình yên mà thôi. Và mình thấy ở đây đó chính là cái quá trình bạn vượt qua được cái điều này ấy, có thể là không ngay và luôn. Ở đây có slow down và cái not the right time. Thì mình thấy là có thể bạn chưa thể ngay và luôn đá cái người này ra khỏi cuộc sống của các bạn. Chứ là trong tâm trí của các bạn nha, bạn có thể đá ngay bằng hành động được, nhưng mà trong tâm trí của các bạn có thể bạn vẫn còn lởn vởn suy nghĩ về cái người này. Thì cũng không sao cả, bởi vì cái thời điểm này không phải là thời điểm để bạn kiểm soát bản thân mình. Không, bạn không thể kiểm soát được cái điều này đâu. Bạn cần thời gian, cảm xúc của chúng ta, tâm trí của chúng ta cần thời gian để nhìn nhận, để đối diện. Và mình nghĩ là thời điểm này các bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đó. Và đôi khi việc bạn phát hiện ra cái sự thật về cái past love này này, về cái mối quan hệ người yêu cũ này của các bạn đây này, nó giống như là cái việc mà vũ trụ đang bảo kê cho bạn, đang bảo vệ cho bạn. Những cái thế lực tự nhiên, thế lực tâm linh, thế lực vô hình đang để mắt đến bạn. Họ đang bảo vệ cho nên là họ cho bạn biết cái sự thật đó. Và có lẽ là bạn cũng sẽ cảm thấy khá chật vật khi để quên được cái sự tổn thương này. Tuy nhiên không gì là không thể, bạn sẽ làm được. Và mình thấy là bạn lửa cuối tháng 11 này, các bạn sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều, để healing bản thân của mình và kết nối sâu sắc hơn với bên trong. Có thể đôi lúc cái cảm xúc nó sẽ dữ dội, nó sẽ thất vọng, bạn sẽ khóc lóc, sẽ buồn bã, sẽ vật vã, nhưng nó sẽ qua thôi và bạn sẽ vượt qua được mà thôi. Ngay sau đó thì mình thấy rằng là nửa cuối tháng 11 này các bạn có lá abundance này, thì mình thấy là cái abundance đây nó có thể là cái sự đầy đủ, dồi dào về mặt tiền bạc tài chính sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Và sau đó thì mình thấy nói chung là bạn chưa thể vượt qua được ngay và luôn. Có thể nửa cuối tháng 11 này tâm trạng của bạn nó cũng không được tốt cho lắm. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái giây phút cực kỳ là vui vẻ, khi mà có thể là bạn sẽ gặp được ai đó, họ truyền động lực cho bạn, họ cổ vũ bạn đứng lên. Đó. Và các bạn sẽ cảm thấy rất là vui, bởi vì cái cuộc sống của mình ngoài những cái người đó làm tổn thương mình thì vẫn có những người luôn ở bên cạnh hỗ trợ, động viên, bảo vệ, giúp đỡ mình. Vậy thì tại sao mình phải sống vì những cái người đã từng khiến mình tổn thương như thế? Mình phải sống vì chính mình và vì những người mà mình yêu thương, vì những người yêu thương mình. Đó. Thì mình thấy là
cũng sẽ có những cái giây phút hiếm hoi các bạn kiếm cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Có thể tháng này nửa cuối tháng 11 các bạn có thể nhận được quà nha. Đó, nhận được quà nha, và mình thấy là một hành trình mới sẽ bắt đầu trong cuộc sống của các bạn. Và hành trình đó sẽ là cái hành trình đem đến cho bạn cái sự vui vẻ hạnh phúc hơn. Những thứ xứng đáng hơn với các bạn, nó vững chắc hơn, nó ổn định hơn, nó tốt đẹp hơn. À, giống như thời điểm này các bạn đang ở một cái giai đoạn chuyển giao ấy, và giống như là các bạn đang cần phải trả nốt cái cảm xúc này đi, giống như là trả nốt cái nợ này đi để chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới. Cho nên là bởi vì ở cái giai đoạn mà chúng ta đang chuyển giao giữa cái cũ và cái mới này này, bạn không thể kiểm soát được điều gì đâu. Cái lá này nếu như mà nó xuôi thì nó nói về việc đấy là bạn là người nắm trong tay cái quyền kiểm soát mọi thứ, bạn tận dụng mọi thứ trong cuộc sống của mình rất là tốt. Nhưng bởi vì nó ngược cho nên là giống như là bạn không thể điều khiển mọi thứ theo ý của mình ngay được đâu. Nó cần thời gian, nó cần sự từ từ, và kể cả cái việc mà bạn vực dậy, cái bạn đứng lên ấy, nó cũng cần thời gian từ từ. Nói chung là khi mà bạn rời khỏi cái mối quan hệ này, nó giống như mọi người hay nói vui là kiểu các cụ gánh còng ở lưng ấy, kiểu như là các cụ thấy là mọi người hay nói là các cụ, nhưng mà ý như thế thì mình hay nói là ví dụ như là các cái thế lực tâm linh, thế lực vô hình ấy, họ đang bảo vệ cho bạn gánh còng cả lưng ấy, kiểu như là nếu như mà tiếp tục với cái mối quan hệ này thì có lẽ là cuộc đời không biết là trôi về đâu nữa, kiểu thế, sẽ bị lừa hết lần này lần khác. Nhưng bây giờ là ăn hành đủ rồi, bị lừa đủ rồi, cũng đã đến lúc sáng mắt ra rồi. Đó, thông điệp dành cho tụ bài số 3. Nói chung phía trước thì tươi sáng với các bạn lắm, nhưng mà cái thời điểm ngay bây giờ khi các bạn xem trả bài của mình, hoặc là vừa mới đây này, hoặc là sắp tới đây trong cái giai đoạn nửa của tháng 11 ấy, nó có thể sẽ khá là hỗn độn với các bạn. Rồi, thông điệp dành cho tụ bài số 3, quên chưa hỏi. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Cuối tháng 11. Cuối tháng 11. Đây là learn from the past, make memory. Mình thấy là bạn cần phải học được cái bài học liên quan đến quá khứ của mình. Đấy, cần phải học được bài học đó. Mình thấy cái mối quan hệ này nó sẽ hoàn toàn kết thúc. Nó sẽ hoàn toàn kết thúc sau cái lần này. Sẽ không có cái cơ hội thứ hai của để thay đổi, hãy phát triển mà thay đổi cái chính cái cuộc sống của chính các bạn. Mình thấy là bạn sẽ đối với cái tụ này này, mình thấy là các bạn có liên quan đến người cũ rất là nặng, mà có thể là cái người này họ tìm cách quay lại hoặc là tìm cách để gây tổn thương cho bạn một lần nữa đấy. Nhưng mà sau cái giai đoạn này thì có thể sẽ có một cái khoảng thời gian mà theo mình thấy là cũng tương đối không ngắn đâu, mình nghĩ là cũng tương đối dài. Bạn vừa chữa lành, bạn vừa phát triển cuộc sống của bản thân các bạn cho đến một cái ngày mà các bạn thực sự ok, ổn rồi. Mình nghĩ là cũng mất một khoảng thời gian. Nó giống như là một cái khoảng thời gian các bạn phải tự trải nghiệm mọi thứ một mình ấy. Đó, nhưng mà bên cạnh đấy bạn cứ yên tâm là sẽ có người đến giúp đỡ, hỗ trợ cho các bạn. Chứ còn nếu như mà đối với những cái người nào mà các bạn mong muốn là giải quyết xong cái mối quan hệ này một cái là tôi gặp true love luôn ấy, thì đối với cái tụ bài này thì mình thấy là chưa đâu. Bởi vì bạn còn nhiều vấn đề cần xử lý, và thật ra mình thấy là bạn còn nhiều thứ cần phải phát triển. Tức là bạn phải phát triển những cái mảng khác nữa, sau đó thì bạn mới gặp được cái người mà bạn cần gặp và muốn gặp. Thông điệp. Bởi vì mình cảm thấy có một cái giai đoạn gì đấy mà nó kéo rất là dài. Kéo rất là dài đấy, có thể tính bằng năm nhé, khoảng một năm gì đấy là giống như là các bạn không có dính gì đến yêu đương luôn. Không dính gì đến chuyện tình cảm luôn. Mà các bạn tập trung phát triển những cái khía cạnh khác ở bản thân. Đó. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Quên. Thông điệp dành cho bài số 3. Cái gì nhỉ? Một hành trình mới đang chờ các bạn phía trước. Mà ở đó là hành trình bạn được tự do,
Rồi, ok. Và mình thấy là bạn sẽ phát triển rất là nhiều, và mình thấy cũng sẽ có rất là nhiều người bạn sẽ gặp ở thời điểm tiếp theo nhé. Mình chú thích luôn cho các bạn. Ui, mình thấy rút ra rất là nhiều người đây. Có thể là đây sẽ là những cái người bạn sẽ gặp ở thời điểm tiếp theo. Đó, nhưng mình thấy là trong số này không có ai sẽ là cái người dẫn đến tình yêu cho các bạn đâu. À, người này không phải là những cái người mà bạn sẽ yêu họ đâu. Nhưng mà cái người này cũng có thể là những cái người sẽ gián tiếp dẫn tình yêu đến cho các bạn, nhưng mà ở một cái thời điểm gì đấy xa hơn một chút nữa. Thì mình thấy rằng là bạn có thể là sẽ gặp một cái liên minh hội phụ nữ nào đó. Đó đều là những cái người rất là, mỗi người có một tính cách khác nhau, một sự phát triển khác nhau, nhưng mà họ sẽ là những cái người mà hỗ trợ bạn rất là nhiều. Rồi gặp được một người young male này, một người đàn ông trẻ tuổi nào đó này, đây có thể là một người bạn nào đó bạn sẽ quen ở trên những cái group, những trên mạng xã hội, hay là những trong cuộc sống hàng ngày, và họ sẽ là những cái hỗ trợ, những cái người hỗ trợ bạn, cổ vũ bạn bứt bứt phá và vượt qua cái giai đoạn này nhá. Đó là các bạn chọn tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhá. Nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.